cao sang hơn ai, đi đến nơi nào cũng check in selfie. Ô anh kia trông thật là manly, ô cô kia trông rất quá sexy. Đại ca nhiều khi hay lo xa, đại gia thì anh chưa xa hoa. Tiền tiêu sạch túi check hai ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống vô cùng khó, mới biết ai bên chúng ta. Từng ước giàu sang lại danh vợ chồng. Cuộc đời không như mơ, dòng chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta. Hòa chung nhịp sống khắp thế giới, với đôi chân đi khắp nơi. Cùng tôi hòa theo niềm vui ngày mai. Nụ cười nở trên môi, nhưng dần hơi dần phai phôi. Hãy bắt đầu một ngày xinh tươi. Và hãy kết thúc bằng tiếng vợ chồng tôi có làm gì nên tội, tại sao lại không cho tôi bán đất? Dạ chào quý khách. Dạ xin mời quý khách. Dạ. Ủa làm sao? Bộ quán này là sở thú hả? Làm vàng ra biểu coi. Dạ có em nè mình. Trời ơi Giang ơi, bây giờ cứ cái tình trạng như thế này thì có ngày thì vợ chồng mình sẽ đi khất thực á. Dạ em thấy cái tình trạng mà không có khách khứa như vậy chắc chết quá mình. Mình tính sao? Tính gì hết cách rồi. Hết cách rồi hả? Ờ mình ơi em có cách nè mình. Được không? Hay là mình sang quán đi. Trời ơi nghĩ sao? Đây là cái cần câu cơm của gia đình. Sang cái quán đi rồi lấy tiền đâu lo cho mấy sắp nhỏ nó đi học. Hay là bây giờ mình đổi tên quán đi. Nghĩ sao mà nó đổi tên quán, trời ơi. Dạ sao nữa mình? Tư Phương, Tư Phương. Cái tựa này là của từ thời ông bà nội tôi để lại. Bây giờ mà đổi cái tên này đi thì đó là tôi có tội với là liệt tổ, liệt tông, hiểu chưa? Mình bình tĩnh nghe em nói nè, cũng giữ lại chữ Phương. Mà lấy cái gì? Quán Tha Phương. Tha Phương cậu thật à? Trời ơi. Trời ơi sao bà nghĩ sao toàn là cái đi vào cái ngõ cục không vậy? Phải nghĩ ra một cái cách gì khác. Nó phải sáng tạo, nó đi, nó cái tương lai tươi sáng hơn. Trời ơi, bây giờ sang quán cũng không được. Rồi bây giờ đổi tên quán cũng không được. À Minh ơi, bây giờ em có ý kiến thứ ba nè. Nói. Mình đâu có đọc tin tức trên mạng đúng không? Sao? Bây giờ hả, tụi nó rần rần luôn. Rần rần nó mặn gì trời? Trào lưu. Trào lưu gì? Nghĩa là quán chửi á. Mình bán là mình chửi nó. Bà nói sao trời, năn nỉ gần chết nó còn không vô nó ăn. Tự nhiên giờ khách vô chửi ra, nó quánh vô mặt mình luôn á. Bởi vậy chồng không biết gì hết trơn đây nè. Giống như là chồng là khách đi. Đây nè, vợ là chủ quán nha. Giờ chồng đứng lên đi. Rồi, rồi bước vô quán nè. Dạ, dạ mời khách ngồi. Dạ, dạ. Dạ thưa quý khách dùng gì? Cho tôi bún nước lèo. Dạ. Tôi bún nước lèo hả? Dạ. Yeah. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà vô đây kêu bún nước lèo? Thì thích. Bún nước lèo là bún sao? Thích cái gì? Thích đâu ăn. Phải vô đây muốn ăn cái gì là kêu cái đó đâu. Bún nước lèo á, mày về mày kêu ba mày nấu đi. Trời đất ơi, bún nước lèo nào nó phải diễn tả ra bún gì à? Thí dụ bún mọc hay là bún bò quế hay bún măng vịt cái gì cái nọ. Tự nhiên bún nước lèo có đọc cái quán không? Quán bún Phương nơi quy tụ tinh hoa. Đó vậy. Mày nói cái gì? Mày là vợ tao nha, nãy giờ tao thấy mày chửi tao nhiều lắm á kìa nha. Chửi đâu, người ta đang diễn tả cái quán chửi trào lưu đó. Ha, quên xin lỗi. Trời đất, có em nào dám hổn với mình mà mình là, nói vậy? Là hát tuồng đâu phải không? Đang hát á, đang diễn lại thôi. Mà cứ chửi vậy là tự nhiên khách nó đông hả? Vậy mà đông đó, mình chửi xối xả luôn vậy. Nhiều khi là khách chửi qua chửi lại luôn luôn á. Chơi luôn. Ông ơi. Ừ? Có khách. Làm việc. Mày ăn gì? Dạ chú cho con hỏi ở đây có cái món nào mà thanh đạm. Thanh đạm lên núi ăn mày. Mày nghĩ sao vậy? Thanh đạm thì mày lên đó mày ăn rễ cây. Mày ăn những cái cây người ta trồng lên đó. Mày dòm cái quán đi. Quán Tứ Phương mày thấy chưa? Toàn là món ăn vật lạ không? Mày vô đây mày nói ăn thanh đạm là sao? Mày bị mặt chủ quán phải không? Không mày? Ôi chết rồi. Gì? Cái đó là anh Sáu giang hồ đó. Qua xin lỗi người ta đi. Phải không? Xó xác à. Trời ơi cái gì là trời? Sao bà không nói sớm? Nói cái gì? Định nói chưa cái gì chứ đang âm chửi người ta rồi. Trời ơi, tôi há miệng mắt quay rồi. Đi đi. Anh Sáu. Dạ, nãy giờ em có cái gì lỡ lời, mong anh Sáu bỏ qua cho.
núi Thái Sơn sừng sững trước mặt mà anh Sáu không lên tiếng cho nên em hiểu lầm. Mong anh là tha thứ cho em, đừng có cho người đến đây dọn quán em, coi như cái lời em là gió thoảng mây bay. Đâu có, dọn quán làm cái gì? Dạ, ý anh là sao à? Đâu có cần phải dọn quán đâu. Ủa tại sao không dọn quán? Anh em chửi anh nhiều quá mà. Không sao, bỏ qua hết. Vậy à, anh nay có bệnh gì không? Đâu có, bữa nay rằm tôi ăn chay. Bây giờ anh xin lỗi đi. Dạ em xin lỗi anh Sáu. Sáu tha lỗi. Dạ. Bà chủ ơi. Dạ. Nước lèo nguội quá. Nguội quá hả? Dạ quá nguội luôn. Nguội tại vì chưa hâm. Sáng giờ đâu có hâm. Bán ế quá mà hâm gì? Sao? Giờ muốn gì? Chụp hình đi. Chụp hình đưa lên Facebook hả? Tao nổi tiếng. Sao? Giờ kiếm chuyện hả? Ăn con tô mà đòi hỏi đủ thứ vậy? Trời ơi nước lèo vậy? Nghĩ sao nước lèo nguội? Ai ăn cũng được có mình mày lại đây mày nói nước lèo nguội. Giờ mày muốn cái gì? Mày ăn mày trả tiền đàng hoàng chứ mày đừng có nói tiếng nguội rồi mày không trả tiền mày chạy ra mày. Có nhiều thằng như mày tao quýnh rồi đó, mày đừng có tưởng tao tha cho mày à. Mày đòi hỏi. Nguội mà còn lạc nữa. Đó mày thấy chưa? Giang đổi tài. Thân dạ, em mày rồi. Muốn muối là có muối cho mày, cá không ăn muối cá ương. Mày cãi chủ quán cho mày tăng xong á. Muối mày không phải ăn muối. Tao hiểu cái tâm ý của mày rồi, mày muốn ăn muối cái nước lèo nó mặn. Nó mặn là mày mới xin thêm một cái tô nước lèo khác chứ gì. Nó chụp hình kìa. Mày đừng có nói là mày ăn đi con, ăn khi nào mày tăng xong mày chết mày luôn. Nè mày chụp hình hai vợ chồng tao đi. Tạo dáng cho mày luôn rồi mày. Mày lên Facebook hả? Mày tiếng. Thằng kia mày ăn gì mày? Ê, lần này là dằn mặt nha. Còn một lần nữa tôi cho chiếc xe hủ tiếu lên đường. Oh yeah. Nhưng mà bữa nay sao anh Tèo dữ quá vậy? Bữa nay hết rầm, tôi không có ăn chay. Ok. Bấm. Ok, chụp hình á. Ê, kiểu này không đẹp. Ê, chụp giùm tấm hình làm việc mệt mỏi rồi. Đẹp không đẹp không? Đẹp. Trời ơi, quá dễ thương. Đẹp, chụp nữa đi. Trinh. Hả? Rảnh không? Qua đây chụp với tụi em nè. Qua đây chụp. Thôi, đang bận chát với trai rồi. Trời ơi. Thiệt luôn á, không biết nghĩ sao. Công ty này hai đứa mình quá đẹp luôn vậy mà không để ý. Ờ. Để ý trai ngoài làm cái gì? Ờ, có ngày dính cái thằng. Em giờ coi. Thôi nha mấy ông, đừng có đó mà chùi ẻo tôi nha. Trời, chắc bữa nay sếp hợp vui lắm thôi. Rồi để sếp về trễ đó mình tiếp tục đi. Để chụp con gái, chụp con gái. Lấy laptop của sếp nè. Ê. Bây giờ chụp giùm tôi nghe concept bán laptop nha. Ờ. À. Ê mà tao thấy concept này xưa quá à. À, làm concept mà bị sếp áp bức bóc lột á, mày tức điên lên á. Hiểu không? Là làm sao? Làm thử tôi chụp cho. Ở đây. Rồi, làm thử. Đây, tôi chụp nha. Rồi. Dẫn dữ lên. Là giống như... Nè, giờ thí dụ như sếp làm cái ghế nha. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình bị áp bức. Ê cái gì đấy, làm cái xong để người ta chụp nha, đang vô tâm lý nha. Đúng rồi. Nè, mình thử sếp ở đây đúng không? Đúng rồi, giờ sếp này đập con đầu đúng không? Đúng rồi. Bốc lột sức rồi gì? 1 2 3. Trời. Rồi, xuất sắc. Tấm hình ra quá đẹp, có ông nào bị trang sếp luôn. À, đẹp không? Dạ không. Dạ chào sếp. Tấm hình chụp đẹp không? Ừ, lỡ tay xóa rồi sếp. Rửa ra đi, rửa ra nhiều tấm mà treo khắp phòng này đi. Đập tôi hả? Có đâu sếp. Sếp. Sếp nghĩ sao? Sếp nghe lộn rồi đó. Làm việc không có làm việc ha. Tôi thấy là hay lắm ha. Tối ngày cứ chụp hình. Rồi live stream. Rồi selfie. Đúng rồi đó sếp. Rồi chat qua chat lại. Dạ. Chat qua chat lại kìa. Không có đâu. Tôi cứ ăn không à. Hi ho quá mà. Sếp uống cà phê cái gì vậy? Không uống cà phê. Trong cơ quan giờ làm việc không được ăn uống gì hết. Đây là cơ quan. Mới ăn gì đó? Dạ không có sếp. Miệng còn nhép không có. Dạ không, miệng em bị mỏi á. Còn hai cậu nữa nè. Dạ. Cái giờ này giờ làm việc
mà ngồi chụp hình rồi bày trò này trò nọ. Tôi bóc lột cái cậu quá phải không? Có sếp, sếp cao cả, sếp dạ. Không nói nhiều nữa, họp đi. Mời cô Trinh qua đây luôn. Ngồi ngang hàng với tôi vậy hả? Chia phe ra hả? Ngồi về bên này. Dạ. Cảm ơn. Dẹp hết đồ trên bàn xuống. Dạ. Cất điện thoại vô hết luôn. Dạ cất. Dạ. Bà thuộc thông báo luôn nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ngày nào cũng họp, ngày nào cũng họp hết. Ủa sếp hả? Sao sếp nói với tụi em là sếp ghét họp? Dạ. Hồi đó ghét, bây giờ thích họp được không? Dạ được. Còn cái này là cái ông nội tôi ngủ đây không dám dẹp hả? À, dạ. Tại em thấy cái nón. Dẹp luôn. Có dẹp cái nón luôn. Dẹp luôn đi. Dạ. Thôi đưa đây đi. Để đó hồi ghét ghét đạp trên đầu tôi không hay. Đưa cái nón thôi. Đưa cái nón thôi. Sao? Dạ. Cất điện thoại hết chưa? Dạ rồi. Dạ cất hết rồi. Tôi kêu cất hồi nào? Dạ sếp mới kêu mà. Bỏ ra ngoài đây hết. Ủa sao cất vô rồi lấy ra chi vậy sếp? Tôi kêu bỏ ra là bỏ ra. Không nói nhiều. Dạ. Ngày hôm nay tôi chính thức tôi nói với các bạn. Các bạn đâu có hiểu. Tôi bị nhiều cái lắm. Tôi mới vừa họp ở trên phòng của chủ tịch về. Ông chửi trên đầu, trên cổ, trên mỏ ác tôi chửi xuống. Nha. Là cũng tại vì các bạn không. Giờ họp mà ngủ hả? Dạ đâu có. Dạ, không có. Tụi em đang nghe mà. Ụp mặt xuống vậy là không cần nghe, không cần nghe đúng không? Dạ không có, dạ, tụi không. Em cũng sợ mà. Cái miệng nói sợ, tôi thấy cái mặt. Cái mặt không có sợ ai hết. Tôi nói bắt đầu từ ngày mai, mọi người đi làm không được mang điện thoại vô công ty. Ủa, sao em rồi? Muốn mang vô cũng được nhưng mà gửi bảo vệ. Rồi nhờ bảo vệ ai gọi tới thì trả lời giùm. Ủa vậy sao được sếp? Lỡ có chuyện gấp gia đình rồi khách hàng rồi khó lắm. Bảo vệ đâu biết đâu trả lời sếp. Dùng qua điện thoại bàn được không? Điện thoại bàn để chi? Để cúng ông nội tôi hả? Để hoài đi. Hả? Cho khách hàng số điện thoại bàn nói chuyện được không? Nhưng mà nhiều khách hàng thì có một điện thoại bàn sao mà liên hệ được sếp? Nếu cần tôi sẽ câu đây một cái, đây một cái. Tôi sẽ câu thêm một cái ở đây nữa nè. Đừng có viện lý do ha. Ngày xưa có điện thoại di động đâu. Người ta vẫn làm giàu được cho công ty, người ta vẫn làm giàu cho được cái đất nước. Thì đến bây giờ có cái này mới làm được hả? Mình không có cái này mà mình đạt năng suất cao, cái đó mới giỏi, cái đó mới hay. Dạ. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Cho nên cái vấn đề ngày hôm nay. Điện thoại ai kêu vậy? Tụi em tắt hết rồi mà sếp. Ở đây 4 cái nè. Cái nào kêu? Dạ cái thứ 5 nè. Cái với cái nón. Đó thấy chưa? Của sếp mà. Ủa của tôi chưa tắt hả? Chưa. Dạ, chưa. Trời ơi. Mà tôi không tắt được không? Dạ được. Dạ được sếp mà. Alo. Dạ dạ. Ống nước chảy hả em? À, dạ 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 ống nước dạ dạ thôi được rồi 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 em cho người qua sửa dạ. Tại sao vậy? Gì sao? Thiết kế nhà người ta là mình đã làm rồi. Đơn vị thi công làm sao giờ người ta mở nước cái nó ướt hết cái văn phòng người ta rồi kìa. Dự án đó của ai vậy? Dự án của ai? Ai theo cái dự án đó? Dạ em. Em hả? Cậu làm ăn kỳ cục à? Cái đơn vị thi công nào vậy mà làm ăn ẩu tả vậy? Dạ không, cái đó là do em sếp. Sao do cậu? Bữa em lấy vòi nước em mượn em làm bối cảnh chụp hình. Rồi không gắn vô? Dạ xong rồi cái em ngồi lên nó gãy rồi. Gãy hả? Dạ. Gãy rồi sao? Không mua cái khác gắn vô? Dạ xong rồi cái em kêu nó đi mua. Ừ. Rồi cái nó gắn vô mà nó quên dán keo. Trời đất ơi, hèn chi. Dạ. Hay quá, quên. Nè, nhận khuyết điểm nha. Dạ. Ngày mai qua cho người qua sửa ta đàng hoàng hết chưa? Dạ dạ. Rồi vậy đi. Dạ. Vấn đề thứ hai là ở chỗ. Nè hả? Quên ta. Dạ. Alo. Dạ, dạ, chủ tịch giới thiệu hả? Dạ, em chào anh dạ. Thiết kế toàn bộ lại tòa nhà hả anh? Bao nhiêu tầng anh? 26 tầng hả? Dạ. 26 tầng. Alo. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, sao anh? Ồ, dạ xong cái đó là còn một cái nữa anh kế bên hả? À, dự án này bao nhiêu bên giao toàn bộ cho tụi em luôn hả? Bao nhiêu tầng anh? 52 tầng. Không phải thiết kế đường nước mà thiết kế toàn bộ cái nội thất luôn. Trời ơi, dạ dạ ok dạ 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 anh yên tâm
Dạ, riêng về cái chuyện đó anh khỏi lo. Dạ, ủa dạ, đương nhiên em sẽ làm lấy uy tín. Rồi anh còn nhiều dự án ở đâu anh? Phú Quốc. Ồ, resort hả anh? Làm nhiều không? Dạ, tụi năm cái resort. Resort hả? Tới giờ cơm trưa rồi sếp ơi, cho tụi em ăn cơm nha. Đi, ăn đi. Sếp ăn gì không sếp? Thôi, ăn đi, được, tôi dạ. Còn tức lực đi ăn đi. Dạ, dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ, em đang nghe anh. Dạ, em sẽ cho mấy cái hồ sơ cũ lại cho anh coi. Ây da, tội nghiệp quá anh. Thôi anh ơi, đừng buồn anh ơi. Cha mẹ sanh con nhưng mà trời sanh tánh. Trời ơi, giờ nó muốn vậy thì thôi sao nói được anh. Bây giờ mình chỉ đứng xa ủng hộ nó thôi. Còn nếu mà nó làm gì không đúng thì cũng góp ý nhẹ nhàng thôi. Sếp đang có dấu hiệu bất thường rồi đó. Em còn ơi, em còn quan tâm công việc lo lắng của nó được luôn kìa. Anh không nghe em. Cái gì? Nãy giờ mình đi là gần 2 tiếng. Không được, không được. Tôi nghe nói là có thôi thì vậy nè. Chết. Không là anh rảnh đi. Rồi em qua anh em uống cà phê. Nó làm cho nhũng nè. Rồi anh nói anh gọi cái bệnh cho nó. Sếp đi. Thôi vậy em nói chuyện với nó cho. Đi qua can sếp rồi. Sếp ơi. Đó thì bây giờ về nè, em nói anh á. Không sao. Không sao. Sắp ngưng rồi đó. Không sao đâu. Bây giờ á đi có gì á mà anh trời ơi cái chuyện nó nhỏ thôi mà. Anh đi vô trong đó anh qua bển anh đi anh gặp nó cái anh có gì anh gọi cho tôi đi. Có gì tôi nói chuyện ra nha. Nguy hiểm quá. Trời giờ mới vô trong cái đóng cửa luôn đó. Ông quên nhảy nó luôn kìa. Trời ơi đóng cửa luôn. Mới vô can nói chuyện. Vô can lỡ mình xin phép tôi chết đó. Chết đi đi vô. Sếp ơi. Nga. Dạ. Đợi chừng nào mới có bạn gái đây. Em có tìm được ai hợp gu đâu. Gu gì mà gu. Đợi khi mà tìm được á, lễ trọng rộng rồi. Bắt chước anh nè. Người ta nói là trâu đi tìm cọp, chứ cọp đi tìm trâu bây giờ. Hiểu không? Dạ. Anh nè, hào hoa phong nhã, thấy không? Đẹp trai có duyên. Nói chuyện là gái cười hô hố ha ha luôn. Du duyên. Chị có biết cái thằng hôm qua nó cua em á hả? Nó mở miệng ra một cái là du duyên. Em muốn đá cho nó một cái lắm lắm luôn á. Nó nói bạn trai nó ngày hôm qua. Ông con trai gì mặc đồ nổi, nhìn y như con gái. Tóm chung em rút ra một điều, những thằng con trai mặc đồ nổi đều vô duyên. Sao em thấy giống như nó cố tình đá xoáy anh sao? Xoáy con mắt mày bây giờ. Đúng cung rồi chưa? Đúng cung rồi chưa? Con gái là phải vậy á. Chân bây giờ tới nách vậy đó. Không phải gu em. Anh ơi, cho em hỏi thăm mấy giờ rồi? Có điện thoại không? Mở điện thoại ra coi vợ. Chị cũng đi hỏi. Điện thoại của em hết pin rồi. Con trai gì được cái mã thôi. Xô xiên quá. Nói gì á? Tôi nói là anh rồi riêng đấy. Làm gì tôi? Sao? Quýnh nha. Tôi nói vừa lít tôi bắt anh đấy. Ôi là không có gì. Anh muốn không? Không có gì, không có gì, không có gì. Không có gì, không có gì. Xin lỗi, xin lỗi. Du duyên. Ừ. Xin lỗi nha, xin lỗi em. Nó du duyên từ nhỏ rồi. Mày điên hả? Người ta con gái ta đẹp như vậy á, mà nói chuyện sổ sàng vậy sao được? Nó chửi em kìa. Chửi đúng rồi. Mà hỏi giờ thì mày trả lời một cái thôi, mày làm gì mà phải câu có. Riết không biết mày sao luôn. Mày nói thiệt đi, cái mẫu phụ nữ mày như thế nào? Thì anh biết là em thần tượng mẹ em mà. Do đó là mỗi người phụ nữ của em phải giống mẹ. Mày nghĩ sao cái thời buổi bây giờ mà mày kiếm được người nào mẫu hình mà giống như mẹ mày nữa. Mẹ mày là người quá hoàn hảo rồi. Mày bỏ nó đi. Hiểu chưa? Mày lại vậy là mày ế tới già luôn á. Mệt quá. Thà ế. Thôi ngồi đi, lấy nước uống. Cô có thể cho tôi mượn chai dầu được không ạ? Dạ cảm ơn. Dạ cho tôi trả. Dạ. Cho tôi hỏi cô có Facebook không?
lớn tuổi không có xài Facebook. Vậy còn Zalo thì sao? Cũng không có luôn. Vậy cô cho tôi số điện thoại nha. Không có xài điện thoại luôn. Ủa vậy làm sao người ta có thể liên lạc được với cô? Thường á thì mấy đứa bạn già nó viết thư tay rồi nó gửi qua đường bưu điện cho tôi. Vậy tôi có thể viết thư tay gửi cho cô được không ạ? Từ đó giờ chưa có người đàn ông nào mà viết thư tay gửi cho tôi hết á. Chữ tôi đẹp lắm. Để tôi suy nghĩ. Trong bao lâu? Thôi viết liền đi. Lát về tôi sẽ viết gửi liền à. Cho tôi hỏi là tôi có thể mời cô đi chơi một chuyến được không? Đi đâu? Đầm Sen. Từ đó giờ chưa có người đàn ông nào mà rủ tôi đi Đầm Sen hết. Vậy bây giờ mình có thể đi được không? Tôi thích chơi trò cảm giác mạnh lắm. Hợp gu. Mình đi nha. Dạ. Mày như em đã nói với anh đó, em chỉ thích mẫu người nào mà giống mẹ em thôi. Nhưng mà tính tình còn tuổi thì tình yêu không quan trọng tuổi tác anh à. Taxi. Nè, anh nói cho chú mày biết nghe. Mình là đàn ông, mình phải bản lĩnh. Đó. Đơn giản thôi, bây giờ vậy nè. Chú có bao nhiêu tiền? Chú đưa vợ chú hết. Là mọi chuyện êm xuôi. Không bao giờ nó cự cãi, không bao giờ nó cằn nhằn. Chú nghe lời tôi nè. Nếu mà nghe lời tôi mà nếu mà có sai á thì cũng đúng, mà nếu không đúng thì cũng sai, vậy thôi. Bản lĩnh đàn ông là như vậy nghe. Taxi xin chào quý khách. Chào. Xin lỗi nha. Rồi vậy nha. Vợ tôi nhà là tôi vậy không đó nha. Rồi tôi lái xe cái rồi gọi lại sao nha. Rồi. Dạ. Chào chú em. Chú em mày đi đâu vậy? Cầu Sài Gòn anh à. Cầu Sài Gòn hả? Nhưng mà bên đây cầu hay bên kia cầu? Giữa cầu. Giữa cầu. Giữa cầu. Đi ha. Anh à. Hả? Hình như anh giỏi trong chuyện này lắm đúng không? Chuyện vợ con đó mà. Thì cũng chút. Đặc biệt là trong chuyện vợ chồng đúng không anh? Chuyện vợ chồng á hả? Dạ. Mỗi người thì cũng biết chút đỉnh nhưng mà mỗi người mỗi cảnh mình cũng không nói được. Anh có thể cho tôi một ý kiến được không? Thôi tại bà, cái chuyện đó chuyện gia đình, chuyện giường chiếu tế nhị ai mà đi nói rồi chia sẻ ở đây kỳ cục lắm. Tại sao lúc nào cô ấy cũng ghen tôi hết trơn vậy? Vậy hả? Tại sao lúc nào cũng ghen hết trơn vậy anh? Sao tự nhiên hỏi tôi đâu có biết đâu. Ai vợ anh hả? Dạ của tôi ghen tôi lắm. Vậy hả? Lúc mới yêu nhau lúc nào cũng vui vẻ anh à. Trời ơi. Nhưng mà từ lúc mà cưới nhau về rồi không còn vui nữa anh hiểu không? Không còn vui nữa anh hiểu không? Nếu nếu vậy mình phải xét nhiều góc độ. Thí dụ mình coi có cái gì đó sai sai ở mình hay hoặc là mình có làm gì không đúng. Sai. Ủa vậy hả? Năm giờ tan sở, 5:45 không mặt ở nhà là gọi điện thoại kêu réo tôi, nói tôi là phản bội, tôi là đồ bạc tình bạc nghĩa, là đi con nào lén phén con nhỏ nào, anh thấy không? Làm sao tôi chịu nổi được chứ? Anh ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Có lẽ tôi với cô ấy phải ly dị, phải chia tay thôi anh à. Nếu như mà mình thấy còn giữ lại được thì mình giữ. Còn nếu không thì cũng nên chia tay. Anh nói sức khỏe quá vậy hả? Nếu mà chia tay con tôi sẽ ai lo? Ai sẽ lo cho nó đây? Chia tay rồi đường ai nấy đi, anh có lo cho con tôi được không? Anh không lo cho con tôi được, tại sao anh xúi tôi chia tay chứ? Trời ơi, tôi không có xúi à nghe. Anh mới nói thì chia tay cho khỏe mà. Trời ơi, tôi nói là khi mà anh cảm giác anh chia tay được là chia tay, còn không chia tay được còn vướng bận con cái thì thôi đừng nên chia tay. Anh nói vậy chẳng khác nào kêu tôi chia tay. Phải chứ anh nói là còn nước còn tát, anh phải giúp đỡ, anh phải khuyên nhăn thôi chứ. Đúng rồi. Nếu anh nói câu đó là tôi cũng nên khuyên anh. Đúng rồi, mình cảm thấy mà trong cái chuyện gia đình của mình
còn nước còn tát được á thì thôi giữ lại nha, đừng làm gì hết nha. Anh biết cái gì? Anh có sống trong gia đình tôi không? Anh biết nước nào nữa mà còn nữa, nó cạn kiệt hết rồi, nó cạn kiệt hết rồi, anh có hiểu không? Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Cái xin lỗi anh. Alo. Ừ, anh nghe đây. Anh đang trên đường về. Ừ, chờ anh nha. Yêu em nhiều. Hả? Anh thấy chưa? Cô ta lại gọi điện thoại cho tôi, lại dằn vặt tôi. Làm sao sống như cô ta được nữa chứ? Có nên bỏ hay không? Tôi là một cái người là khách quan, ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi. Thấy không? Mỗi người mỗi cảnh, không ai nói ai được. Nếu cảm giác bỏ được thì bỏ, và không bỏ được thì thôi. Bỏ cái gì? Làm sao bỏ được chứ? Vợ chồng sống nhau bao nhiêu năm trời, không có tình còn cái nghĩa, còn có con cái nữa, làm sao mà bỏ được? Anh nói bỏ là chẳng nên bỏ một cái là bỏ sao? Hả? Nè, làm cái gì vậy? Nè, tôi nói cho biết nghe, cái chuyện hồi nãy giờ chuyện gia đình của anh nghe, tôi không can thiệp vô. Nếu tôi nói thôi mà nếu như vậy thì anh bỏ đi, anh nói không bỏ. Rồi tôi nói thôi không bỏ thì thôi thì hai người ở lại đi, anh nói không ở. Thấy không? Không ở tôi nói thôi thì bỏ, anh nói không bỏ. Rồi tôi xúi lại ở lại anh không chịu. Bây giờ anh muốn gì? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Tôi bức xúc chuyện gia đình quá. Giờ sao ổn định chưa? Một là đi tiếp, hai xuống xe. Mặc dù tôi biết sáng là tôi chạy không có cuốc nào á, nhưng mà cái này không cần đâu. Được, xin lỗi. Được, tôi được. Vậy ha. Đi tiếp không? Ok. Anh à, nghe chuyện nãy giờ tôi kể đó, anh thấy là tôi đúng hay tôi sai vậy? Tôi đã nói anh rồi, cái chuyện gia đình tôi đâu có biết được ai đúng ai sai. Tôi chỉ đứng ở góc độ khách quan thôi. Tôi nghe là sao tôi nói vậy, chứ tôi không biết đúng hay sai. Cái đó chuyện vợ chồng anh biết. Nhưng nếu đó là vợ của anh có chịu đựng nổi không? Anh có cách nào để giải quyết không anh? Vợ tôi không bao giờ có chuyện đó, cho nên tôi không biết đường đâu giải quyết. Nhưng mà giả dụ như đó là vợ anh thì sao? Tôi sẽ giả dụ được cái chuyện vợ gia đình ai gia đình, mỗi người mỗi cái khác, giả dụ gì? Tại sao không giúp đỡ tôi chứ? Trời ơi, tôi đang rối mà. Nè, tôi đang rối mà. Nè, chạy luôn nè. Nè, cho tên nè. Tôi chết nè. Chết hay chạy làm cái gì? Chạy chậm lại đi. Tôi không có chạy chậm nào. Chết hai mình chết luôn. Hôm nay mình trời đất ơi, nó chở nguyên thằng khùng. Anh bị điên hả? Điên ở viện nè. Nè, bắn lại luôn nè. Anh bị cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Nè, bây giờ tao nói cho mày biết nha. Mày có bỏ vợ mày hay không? Mày bỏ hay không bỏ là chuyện của mày nha. Lớn cầu Sài Gòn nè, giữa cầu luôn nè, bỏ không bỏ chuyện của mày. Giờ riêng tao bỏ xe, mày muốn làm gì mày làm. Đó, đủ đi mày đi luôn. Giao xe cho mày luôn. Đấy, làm gì mày làm đi. Ôi, tội không hả? Alo, tổng đài taxi hả? Chị ơi, cái xe tôi đang chạy, cái ông tài xế nó ông bị khùng sao? Tự nhiên ông chạy tới giữa cầu Sài Gòn, cái ông bỏ tôi xuống, ông đứng ở giữa cầu. Chị cho người tới gấp nha, tôi cảm thấy ổng có bị hiện tượng là tâm thần bấn loạn nhảy cầu luôn nha chị. À không có chuyện gì hết chị à, thì cái chuyện đơn giản thôi, tôi lên xe tôi tâm sự với anh thôi à. À sẵn tay chẳng chị nghe giùm tôi nha, tôi có nên bỏ hay không bỏ nha, chuyện là vợ chồng tôi vậy thôi. Ê nói nghe nè, hay là mình đi ăn ốc đi. Hôm qua mới nhậu ăn ốc rồi, ngán lắm. Ok. Ê hay là mình đi ăn chè đi. Ôi không được đâu, ăn chè mập lắm. Không ăn chè luôn hả? Nghĩ khác. Ê hay là mình đi shopping đi. Ê shopping đi, thôi. Vô shopping lựa vòng vòng mệt lắm. Không đi shopping luôn. Không. Qua uống cà phê. Ôi uống gì chưa ăn uống gì trơn mà tiểu uống cà phê. Uống cà phê luôn hả? Ôi giờ ở đâu ta? Không ấy vô quán mình đi. Vậy à, dạ. Yeah. Tụi bây rủ nhau đi ăn sáng hả? Dạ, giờ này buổi sáng mà chẳng lẽ ăn tối. Đó là chắc cớ. Ủa, chú đang làm gì vậy? Mày thấy gì không? Ta đang tô đậm cái chữ 15K trên một tô. Ê cái. Ê, bình thường tô 50.000 bữa nay đại hạ giá còn 15.000. Sao mà hạ giá gì mà rẻ như vậy? Ê, nó nghe. Vậy là bình thường á bán một tô 50, bây giờ bán 15. Vậy là mọi khi lời 35.000 một tô. Má mày bán mỡ có lời không?
hả? Mày biết mày không ăn thì mày biết đi. Thôi thôi chú bình tĩnh. Ê nó nghe nè, làm như có cái ổn quốc gì trong đây á. Ổn quốc gì? Ê có khi nào ông bán thịt thúi không? Trời ơi, không những thịt thúi mà còn rau dơ nữa. Ê cái con kia mày biến, hai đứa mày biến liền. Ê từ xưa nay tao bán ở cái quán này là tao uy tín nghe. Thịt tao là thịt tươi nha, rau tao là rau người ta trồng là có đảm bảo đàng hoàng chứ không phải là tầm bậy tầm bạ nha. Thì con giỡn thôi, giỡn thôi chú, giỡn. Ê tao đáng tuổi cha mày, mày giỡn hả mày? Mày á, mày làm sao vậy? Chú lớn tuổi sắp chết rồi còn giỡn luôn. Tao không cùng phích cái mặt mày bây giờ. Thôi, con giỡn nữa. Đáng tao không có vợ, người ta ế rồi còn chọc tao hoài. Ủa mày có rình mày biết tao không có vợ hả? Con thấy mà. Ủa? Vô phép vô tắc, bây giờ có ăn không? Ăn thì kêu ăn thì thôi. Chú cho con tôm bún bò à? Mày bò. Cho con tôm bún thiêu. Mày ăn bún thiêu hả? Bún riêu. À, bò riêu. Dạ, con ăn bún vịt. Bún vịt. Dạ. Ba tô xúc vịt hết. Dạ. Trời ơi, thấy con quán này nó sao sao? Trời ơi, bán đại hạ giá kiểu này, tao nghi tôm bún đem ra không thấy thịt, mà thấy mấy cọng lông vịt quá. Trời ơi, ghê quá mày ơi. Thôi nói chung là bây giờ mình ăn để mình sống, chứ phải là mình sống để mình sống. Thôi mày nín luôn đi. Thôi mày nín luôn, đốt hơn. Cái chữ gì mà người ta hay nói nè? Là ăn để sống chứ không phải là sống để ăn. À đúng rồi đó, tao tính nói cái câu đó đó. Tao tính nói câu đó. Mày lâu quá vậy. Ê coi chừng ông bỏ gì không? Không bỏ đâu mày ơi. Ông có đồ ăn cho vậy chú? Có rồi, nước sôi, nước sôi. Bò riêu vịt, bò riêu vịt của đứa nào thì đứa đó cầm thôi. Đừng có để cái mâm lên đây chật chỗ. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Thầy ơi, cảm ơn chú Tuấn nha. Chất lượng à mày. Trời ơi, 15 ngàn, nhưng mà chất lượng thiệt. Ăn đi, ăn đi. Ngon không? Ngon. Ê kêu nữa không? Ôi no cành thông rồi. No rồi. Chú đánh tiền cho tụi con. Rồi có liền. Ba tô 150. Dạ. Hả? Cái gì? Mình làm sao mà hốt hoảng. Ủa sao đang đại hạ giá 15 ngàn một tô, ba tô phải là 45 ngàn chứ? Ờ rồi, cũng tại mấy đứa. Ủa là sao chú? Hồi nãy tụi bay vô quán, tao đang viết dở cái chuyện khuyến mãi của tao, tụi bay ngắt ngang. Ủa? Bây giờ tao viết đầy đủ thì tụi bay phải 50 ngàn một tô. Đây, đọc kỹ. Chú ý, phải ăn trên 10 tô. Trời ơi chú, sao hả? Cái chữ 10 tô của chú nó hèn vậy? Mày ta cấm nói cái chữ hèn mà phải nói đây là nhu mì. Trời hiểu ơi. Không? Thôi cái gì nhu mì. Bây giờ có chịu trả hay không? Nhưng mà dạ. Ăn có thấy ngon không? Dạ ngon. Ăn ngon thì trả tiền. Húp sạch luôn, nước lèo luôn. Nhiều chú. 150. Nãy mày nói mày trả đó, mày trả đi. Thằng nào trả? Con. Ừ. Chú ơi chú, chú làm vậy là chú giết tụi con luôn á. Chú ăn trên đầu trên cổ tụi con thì chết luôn á. Con là ma hay quỷ, tao ăn trên đầu trên cổ mày. Tụi bay đồng ý giá thì tao mới bán cho. Nè 10 ngàn. Nhưng mà chú làm gì đâu có được, chú lớn mà tụi con nít mà chú làm gì đâu có được. Rồi lớn đó. Mà chơi kỳ quá. Đúng rồi, chơi vậy em nhỏ sao mới nể được. Chơi gì ai chơi với chú nữa. Không nữa tao gọi cái chai nước tương vô. Vô tụi bay à. Chú trả tiền rồi em gửi á. Đủ rồi, thôi đi đi. Thôi cho ngồi chút xíu nữa đi. Một phút thôi nha. Dạ. Rồi. Ê, có nghe nè, tao còn hai người. Nước khuyến mãi không? Thôi. Dạ. Nó nghe nè. Lớn mà chơi vậy là không có nể. Chơi không có đẹp. Bởi vậy đâu ai chơi với ổng đâu. Thì đó. Bây giờ tao nói nghe nè. Bây giờ mình phải kiếm rồi đó mình chơi lại ổng cho nó mới hả dạ. Thì nghĩ cách đi. Tao im lặng nãy giờ là tao đang suy nghĩ đó. Vậy có cách chưa? Chưa. Trời ơi luôn cách. Thiệt. Ê hey, tao có cách. Hai thằng bạn mày nó đi rồi sao mày còn ngồi đấy? Thì con đợi cho nó tiêu tô cũ con ăn thêm tô mới. Hey, đừng có chọc quê tao nha mày. Mày nhìn đi, phải ăn trên 10 tô mới làm 15 ngàn nha. Thì con ăn tô 50. Dữ ha. Được. Ê, chờ con xíu, chờ con. Hả? Ok. Chú ơi. Ừ. Lấy con 50 tô. Ê, mày có giỡn không mày? Tao không có giỡn nha mày nha. Ủa, con giỡn chú nào? Mày nói nhiêu tô? 50 tô. Ủa, mày mua cho ăn? Mua bà ông giải mày ăn hả? Trời đất ơi. Thì bạn bè con tay kéo tới ăn giờ nè. Thiệt vậy á hả? Trời, con nói giỡn chú hả? Con nhắc lại một lần nữa. Bán con 50 tô. 50 tô? Trời ơi, đúng này là đúng là quý nhân rồi. Quý nhân rồi, 50 tô có liền. Khoan. À, gì?
có đủ tô bán không? Yên chí đi, trời ơi, tưởng cái gì nếu mà hết đồ vết hay là tao chạy đi tao mua cho tao đủ 50 tô cho mày luôn. Ok, bán đi. 50 tô nha. Trời ơi, phải công nhận nay gặp đúng quý nhân. Alo. Rồi vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô. Thôi mọi người, dạ con mời mọi người vô đây nha. Dạ. Dạ vô đây giùm con. Vô đây sắp hàng vô giùm con nha. Đi từ từ thôi nè, không có ồn ào nha mọi người nha. Trời ơi, xuống trước ở đây, xuống trước ở đây. Nè vô đây mọi người ơi. Đó. Đây nè, trong quán này nè. Trời ơi. Ơi mày dắt ai mà đi đâu mà vô quán tao rần rần rộ rộ vậy mày? Con quảng cáo giùm chú đó. Ủa mà sao mà tao biết cái quán của bác có khuyến mãi mà tao tới ủng hộ vậy? Con quảng cáo giùm đó. Trời, cảm ơn mày, đúng là quý nhân luôn đó. Dạ, nghe. Dạ, con nói mà ăn trên 10 tô 20 ngàn. Không, trên 10 tô có 15 thôi. Không có 20 lần. Ủa nghĩa là sao? Thì đó, chú bán 15 phải không? Đúng rồi. Con quảng cáo giùm con lời 5 ngàn. Tức là mày lời 5 ngàn tô hả? Đúng rồi. 5 ngàn tô mà mày nhân lên nguyên cái bầy này thành mấy trăm ngàn đó hả? Thì đúng rồi. Vậy là mày ăn trên đầu cha đó đó. Con ăn nhiêu kệ con. Bán đi, bán đi. Tao không bán. Vậy, mọi người ơi. Không bán, không bán. Bán, không bán. Hạnh lắm chú mới lấy bà đó. Giá trời ba con đừng mất hạnh gì. Tên là Băng. À đừng có băng mà. Vậy mày tính bơm mày vô mày thả nó cá. Sao anh đám cưới rồi. Đừng, đàn ông với đàn ông nhau đừng nghe. Nhìn em thật là dễ thương. Nhìn bà cái tướng học sinh còn cái mặt như con công kinh vậy. Thì như này thì có một cái trái tim kinh nghiệp đập. Ông là kiếm được con quỷ râu xanh chuyên gia là dụ dỗ cho em đúng không? Tán vô mặt mày bây giờ. Đây là con sách của Harry. Đón xem tập 5 Biệt đội siêu hài phát sóng vào lúc 21:50 thứ sáu ngày 16/6/2017 trên kênh HTV7. Hi 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 tiếng cười luôn quanh ta, ha 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 muốn tiếng ca mọi nhà. Ngày nay người ta hay online để xem mình cao sang hơn ai. Đi đến nơi nào cũng check in selfie. Ô anh kia trông thật là manly. Ô cô kia trông dáng ôi sexy. Đại ca nhiều khi hay lo xa, đại gia thì ăn chơi xa hoa. Tiền tiêu sạch túi trách than ông trời ơi. Nhiều khi cuộc sống có quá khó, mới biết ai bên chúng ta. Đừng ham giàu sang lời danh vật chất. Cuộc đời không như mơ, sống chân hòa cùng với nhau. Hãy trân trọng mọi điều quanh ta.